Ok anh em, nói về xe cũ thì tất nhiên sẽ có hai trường phái nha. Một là anh em mua luôn những cái xe nó giá trị, nó đẹp và nó chất lượng luôn để anh em sử dụng lâu dài và làm của luôn. Ví dụ như cái xe Fortuner 2019 này, giá 948 triệu ha. Còn nếu mà anh em nào á mà muốn mua một chiếc xe nó, tức là khi mà anh em để chọn mua xe cũ thì muốn mua một cái xe nó rẻ luôn ha. Tất nhiên thì mình sẽ tránh những cái xe đâm đụng ngập nước tai nạn này kia đó, mà mình muốn một cái xe thật sự nó rẻ đó, để mình tiết kiệm tối đa chi phí. Ví dụ như anh em đi gia đình thì nó tiết kiệm chi phí, hoặc là anh em có thể cày kiếm thêm dịch vụ, thì đây là một trong những chiếc xe mình gọi là được, chứ mình không có nói xe mình đẹp ha. Mình nói xe mình được, máy móc gầm bệ nguyên zin, không cấn đụng, không gặp nước, đời cao 2018, đã có cân bằng điện tử. Tuy nhiên thì xe này cái tổng quan của nó không được đẹp mắt, và nó xuống cấp hơi nhiều so với những chiếc xe khác. Và mình bán với một cái mức giá nó cũng vô cùng hợp lý luôn. Mình chỉ bán với giá là 565 triệu thôi, giá rẻ sập sàn cho anh em luôn nha. Và xe này thì nó như thế nào, mình sẽ quay kỹ cho anh em coi nha. Đây, anh em đi một vòng với mình đi. Đây là Innova đời 2018, xe được sơn màu đồng ánh kim. Và xe thì chủ xe lúc trước có khai thác thêm gia đình kết hợp với dịch vụ, chứ không phải là dịch vụ chuyên nghiệp. Nếu mà dịch vụ chuyên nghiệp Grab Uber thì đã đổi qua biển vàng rồi, không còn biển trắng như thế này nữa đâu nha anh em. Xe thì được chủ xe mới vừa thay và ba cái vỏ mắc xích nha, mới cứng cứng luôn nè. Anh em nhìn đi, nè ba via vẫn còn nha. Rồi anh em đi một vòng tổng quan với mình. Tại sao chủ xe lại chỉ thay ba cái vỏ thôi? Tại vì anh lấy cái vỏ sơ cua xuống, anh thay vào vị trí này. Đây, vỏ sơ cua thì vỏ zin đây. Đó, để tiết kiệm chi phí nha. Đó, còn xe thì anh em đi một vòng đi. Đó, thì xe này thì về nước sơn zin của nó thì chắc cũng còn cỡ, nói chung là sơn dặm quanh xe anh em ạ. Keo chỉ thì còn nguyên zin hết. Tuy nhiên thì đường Sài Gòn thì mình cũng có dặm tút lại này kia rồi. Cái đấy mình chia sẻ rõ ràng với anh em nha. Đó, chứ còn thực sự là đi mua xe cũ á, một là anh em mua tiền keo luôn. Ví dụ như đời 2018 này á, mà nếu mà xe đẹp á, đi chừng 50.000 cây đổ lại sẽ không bao giờ có con số dưới 600 cho một chiếc xe biển Sài Gòn như thế này nha anh em. Xe này một chủ mua mới từ đầu ha. Một chủ mua mới từ đầu, bảo hiểm 2 chiều còn đúng 12 tháng cho anh em luôn nha. Đó là những cái điểm cộng của chiếc xe này. Và đây, xe này có điểm cộng và điểm trừ gì thì trong clip này mình sẽ chia sẻ rất là rõ ràng và thẳng thắn với anh em nha. Đây, đó anh em nhìn kỹ nè ha. Keo chỉ là nguyên zin hết nha. Keo chỉ nguyên zin. Tuy nhiên thì ở cái phần khung xương này thì cũng là nguyên zin luôn, chưa có cậy mở gì hết. Tuy nhiên thì ở cái phần này nè, lúc trước thì cái bình này nè, nó không phải là bình khô. Bình zin của Innova thì chắc nhiều anh em biết rồi, thì nó sẽ sử dụng là cái bình nước, thì cái axit của nó, tức là người ta châm đầy quá hay sao, trong quá trình chạy thì nó bị bắn cái axit lên, cho nên là cái phần sơn đây nó hơi bị lem nhem. Bản chất mình cũng mang chiếc xe này về mình không dám dọn luôn, mình không dám dọn phần này, mình để nguyên bản như thế này để anh em đến, anh em xem và anh em biết nguyên nhân tại sao nó bị như thế này. Còn ví dụ như là mình sơn hết cái phần này, cái anh em thấy cái phần xương này sơn lại, anh em nói xe mình bị đụng rất là khó. Làm nghề buôn xe nó cũng làm dâu trăm họ, cho nên là mình sẽ để như thế này. Anh em tới thấy khó chịu mình, và anh em biết là nguyên nhân của nó, thì mình sẽ tháo ra, mình sơn lại cho anh em. Còn về phía mình không dám đụng chạm vào phần này, rất là nhạy cảm nha. Anh em rất sợ anh em hiểu nhầm về cái phần khung xương này. Và đây anh em nhìn nè, máy móc cái đời này thì thôi khỏi nói ha, miễn bàn nha. Máy thì còn quá mới rồi, anh em nhìn đi ha, tem máy thì vẫn còn. Đó, cái bên này thì nó cũng hơi ố rồi, lúc trước thì chắc chạy cũng hơi nhiều. Đây nữa nè, nhưng mà những con ốc ở đây này không có hề rỉ sét hay là gì hết nha. Đó, khung xương ở đây nè, thấy chưa. Đây, chân đèn là còn y nguyên hết nha anh em. Đây nè nha, không có hề va chạm phía đằng trước đâu. Thì tất nhiên phần cản thì nó sẽ có va chạm rồi. Đó, hôm trước có một anh kia, anh coi xe của mình thì anh coi chân đèn cũng rất là hay, sợ va chạm này nó bể cái chân đèn. Đó, nhưng mà chân đèn là còn y nguyên hết nha. Đó, xe thì có sơn dặm quanh xe nha, nhưng mà cái màu sơn rất là đều và rất là đẹp nha anh em. Mình để dọn tút rất là kỹ càng rồi đó ha. Xe thì mình buôn bán mình có sao nói vậy, anh em nhìn khe đều đẹp hết nha. Đây, keo chỉ là nguyên zin hết nha.
keo chỉ nguyên zin hết. Đây nữa nè, đây nè anh em nhìn đi, thấy không, đây nữa nè, đây nè, đó keo chỉ nguyên zin hết nha anh em. Ừ đó, nói chung là được, anh em mua con này rẻ đời cao đó, đời 2018 đây đó. Còn ví dụ một số anh em tới đây thì mình chia sẻ rõ xe rẻ thì nó có giá của xe rẻ nha, còn anh em tới đây thì vừa muốn rẻ vừa muốn xe đẹp thì cái việc đó là chắc chắn không có rồi ha. Đó, còn cái này thì máy móc gầm bệ nguyên zin hết, keo chỉ nguyên zin đó, thì để anh em khai thác dịch vụ hoặc là anh em đi gia đình cũng được, muốn một chiếc xe đời cao ha. Mấy cái đời này thì máy móc thì miễn bàn nha, chủ yếu anh em kiểm tra dàn lông nó không có cấn đụng, không có cầm nước là được nha. Đó, anh em cũng tiền rẻ thì anh em hạ bớt cái tiêu chuẩn xuống giúp cho mình cái. Đây này, không có lem sơn gì hết nha, keo chỉ là nguyên zin hết. Đây đây nữa nè anh em, anh em kiểm tra gầm bệ giúp mình nhé. Đây thấy chưa, gầm bệ thì vẫn còn rất là sáng mới nha, xe đời cao mà nói gì hả, xe đời cao mà anh em. Đây nữa nè, đây keo chỉ là nguyên zin hết, keo chỉ nguyên zin. À, cái phần ron này thì dán keo lúc trước thì chắc là có sơn dặm, người ta có tháo ra rồi đó. Phần ghế này thì mình cũng để xử lý vệ sinh qua, ghế màu đen không có chày chùa rách rưới gì đâu nhé anh em. Đó, phần la phong trần này thì anh em thoạt nhìn thì tưởng đâu là la phong trần chưa có bọc, nhưng mà họ đã bọc da rồi, rất là khéo léo và rất là sạch sẽ nha. Đó, nói chung á, tại sao xe này mình bán giá rẻ như vậy? Thứ nhất, mình muốn hỗ trợ những anh em nào muốn mua một chiếc xe để cày kiếm cơm ha. Đó, thứ hai, anh em nào muốn mua một cái xe đời cao đi gia đình, đó anh em thấy không, xe thì cam kết không có cấn đụng, không có ngập nước gì hết nha. Bây giờ mình sẽ quay vào phần nội thất, mình chia sẻ rất là rõ ràng đó, xe như thế nào rõ ràng như thế đó. Nghe điện thoại đó, qua đây, qua đây trước đi nha. Còn những anh em nào hoặc là ngộ tưởng hay là ngộ muốn xe vừa rẻ mà vừa đẹp nữa thì chắc chắn là không có. Đây anh em, đây một cái xe đi trong Sài Gòn á, nó lóc cửa liên tục cho nên cái phím này nó mờ này ha. Đó, đây phím này còn rất sắc nét, cái này còn rất sắc nét ha. Những cái phía này là do cái móng tay người ta còn này, nó sẽ chày lâm dâm nha. Đây nữa nè, đây anh em nào thích muốn coi chân ga chân thắng thì đây nha, xe đi trong Sài Gòn đẹp côn hơi nhiều, hơi mòn nha. Đó thì mình quay kỹ rõ ràng, mùa dịch này anh em hạn chế đi lại, ở nhà coi cho thật kỹ trước khi quyết định tới đây nha. Đây vô lăng hơi mòn đó, thấy chưa, nhưng mà cũng còn rất là được nha. Đó để mình coi ô đô hiển thị là 81.000 cây nha. Xe này lúc trước hình như chạy trung chuyển hay sao, 81.000 cây, nhưng mà do họ chạy trung chuyển trong một cái khách sạn 5 sao á, Sài Gòn sân bay, quận nhất sân bay nhiều, cho nên là cái vô lăng và cái cần số này hoạt động hơi nhiều. Đây cần số mòn ha, nó mòn đúng chất, nhưng mà so với xe ở Sài Gòn thì cái này mòn nè, và chân côn sẽ mòn nhiều hơn nha anh em. Đó, cái nội thất xe mà chạy ở Sài Gòn, mà những cái xe nó chạy nội thành á, thì đối với dòng Innova E á, thì nó mòn vào vị trí này nè, nó mòn cần số nè, nó mòn chân côn nè nha anh em. Tại vì đi cái khoảng cách nó ngắn, thật ra cái ô đô nó không phải là cái con số đánh giá hết. Những cái xe mà đi đường trường nhiều, những anh em ở tỉnh nhiều, những tỉnh xa thiệt xa á, thì cái nội thất của họ rất là đẹp luôn. Tại vì cái mức độ mà bước lên bước xuống, hoặc là cái mức độ dừng nghỉ, hoặc mức độ sử dụng số côn á, nó chỉ là ít thôi. Còn đối với những xe ở Sài Gòn thì anh em có thể thấy ô đô nó thấp, nhưng mà thật sự là những cái vị trí này họ sử dụng rất là nhiều. Cái đó mình chia sẻ rõ cho anh em. Cho nên có những anh em ở những tỉnh miền Tây xa, mang những cái tiêu chuẩn của những chiếc xe chạy ở dưới đó lên, đối với nhìn anh em nhìn Sài Gòn là anh em thấy, anh em cứ nghĩ là xe tua ô đô, nhưng thực chất là xe ở Sài Gòn thì cái mức độ sử dụng nó nhiều, tức là nó không phải là khoảng cách đi lại nó ngắn hơn, nhưng mà cái thời gian sử dụng và cái việc mà bước lên bước xuống nó nhiều hơn so với ở tỉnh ha. Ở tỉnh có thể anh em đi một chuyến vài trăm cây thì thật ra cái mức độ bước lên bước xuống nó ít ha. Đấy anh em nhìn ha,
Nói chung là xe này không có cấn đụng, không có nạp nước, máy móc zin, gầm bệ zin nguyên bản hết nha. Máy thì cũng đang nổ rất là êm. Chỉ có 565 triệu, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hợp lý cho một chiếc Innova E đời 2018. Thì thông tin chi tiết thì anh em điện cho mình nha. Số của mình là 0901226669. Xe đang đậu ở Lê Văn Lương, quận 7, có địa chỉ trên màn hình đó. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Anh em vào kênh YouTube Đạt Channel như thế này nha. Anh em search chữ Đạt Channel, sau đó anh em nhấn vào nút đăng ký kênh và anh em nhấn cái nút chuông đó, có cái biểu tượng mà rung chuông đây nè. Đó, thì cái kênh YouTube của Đạt là cái kênh mà cập nhật nhanh nhất, rõ ràng nhất tất cả các xe mới về của bên Đạt ha. Có nhiều anh em gọi điện khi mà xe đã bán rồi thì rất là tiếc nha. Cho nên là anh em nhớ vào kênh YouTube Đạt Channel, bấm nút đăng ký kênh và nhấn cái nút chuông cái bên này để cập nhật nhanh nhất tất cả các xe mà bên Đạt về nhé anh em.